Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa anh chị em, rất vui để chúng ta lại được gặp gỡ nhau ở dưới bề chân của Chúa, để chúng ta cùng học hỏi lời của Ngài. Mình xin Chúa Ngài cho chúng ta đã khát, lòng của chúng ta ao ước sẽ được Chúa Ngài đáp ứng. Rồi chúng ta cũng được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta san sẻ phước hạnh mà Chúa Ngài muốn hội thánh của Chúa tái khám phá ở trong những ngày này, để chúng ta có thể bước theo Thánh Linh và chúng ta được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng chúng ta ở trong ơn của Chúa. Tối hôm nay chúng ta sẽ kết thúc loạt bài Bước Theo Thánh Linh bằng bài học nhận quyền phép và đem phân phối. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã học ở trong những ngày qua cách để chúng ta có thể lắng nghe, cách để chúng ta có thể nhận sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Và bây giờ thì chúng ta cùng học thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm, nhận lấy quyền phép, lời cha hứa, sự ban cho của Thánh Linh, để rồi chúng ta cũng có thể chia sẻ ra cho những người lân cận của chúng ta, và biết cách để chúng ta có thể giúp đỡ một người đón nhận lời cha hứa và kinh nghiệm được sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa ở trong công tác Chúa Ngài giáng trên, hội thánh của Chúa giáng trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều đầu tiên mà tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, đó là nhận quyền phép là một kinh nghiệm. Đó là điều mà chúng ta sẽ học hỏi và thấy được ở trong lời của Chúa. Thì chúng ta thấy những công việc mà Chúa Ngài đã bày tỏ, thì có hai cái chữ rất là quan trọng mà chúng ta cần có và thấy ở trong chức vụ của chúng ta, đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta kinh nghiệm những gì chúng ta thấy và nghe, để rồi chúng ta cũng có thể giúp cho người khác thấy và nghe những điều Chúa Ngài làm, hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa của chúng ta một cách hiện thực, chứ không phải chỉ là một ý niệm hay là một môn học. Chúng ta thấy chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách rất thật, đến độ có thể quan sát được bằng mắt, có thể nghe được, có thể cảm nhận được ở trong ơn của Chúa, và có những trường hợp Chúa Ngài bày tỏ ra và chúng ta cũng có thể nếm được khi Chúa cho chúng ta nếm trải sự hiện diện của Chúa như là mật ngọt ở trong miệng của chúng ta. Và cũng có những lúc Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài để chúng ta cũng có thể ngửi được mùi hương thơm. Đây là những sự bày tỏ một cách hiển lộ sự hiện diện của Chúa để chúng ta kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. Đối với quyền phép của Chúa, khi chúng ta nhận quyền phép của Chúa thì chúng ta thấy rằng nó là một kinh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta thấy việc nhận Đức Thánh Linh vào ở trong đời sống của chúng ta thì không có hiện tượng gì khiến cho người bên ngoài có thể thấy được. Khi chúng ta mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì Thánh Linh của Chúa Ngài đến và Ngài hành động ở trong chúng ta, tái sanh, biến đổi chúng ta. Và chúng ta thấy rằng điều này xảy ra và có thể mắt thường không thể thấy được. Nhưng khi chúng ta nhận được quyền phép của Chúa, khi Đức Thánh Linh giáng trên, thì chúng ta sẽ có những kinh nghiệm, một cái trải nghiệm mà chúng ta tin rằng cá nhân chúng ta nếm trải được và những người xung quanh của chúng ta cũng có thể quan sát và thấy được điều Chúa Ngài làm ở trên chúng ta. Những sự việc được đầy dạy Đức Thánh Linh lần đầu tiên, chúng ta thấy là báp têm trong Đức Thánh Linh đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy điều này là một việc thể hiện ra một cách rất là rõ ràng, khiến cho những người quan sát có thể thấy được. Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta biết có một việc gì đó đang xảy ra. Sự ban quyền năng có dấu hiệu rõ ràng trên chúng ta, thường cũng là một hiện tượng bên ngoài khiến cho người xung quanh cũng nhận thấy được. Nhưng ta nhớ khi Philip giảng ở xứ Samari thì nhiều người Samari được cứu. Nhưng mà Philip thấy Đức Thánh Linh chưa giáng trên họ. Công vụ chương 8 câu 16 nói: "Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả, họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Giêsu nhận báp têm mà thôi." Điều này cho thấy các sứ đồ và hội thánh đầu tiên, vì họ đã kinh nghiệm, họ quan sát xem những người mà đã tin nhận Chúa, họ muốn tìm thấy cái phước hạnh đó là được mặc lấy quyền phép, là điều mà có thể thấy được, có thể trải nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta. Các sứ đồ và hội thánh đầu tiên, chúng ta để ý là họ tìm thấy cái điều này trên những con gái của Chúa, những tầng tín hữu. Và đây cũng là điều mà tôi tin rằng Chúa Ngài muốn chúng ta để ý đến. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hàng sống. Và Thánh Linh của Chúa là quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đó, là điều rất là rõ ràng khi Ngài vận hành ở trong
sự giáng lâm của Ngài trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, chúng ta thấy sự đến của Chúa bày tỏ ra như tiếng gió thổi ào ào. Rồi có những cái lưỡi như lưỡi bằng lửa đậu ở trên đầu của mọi người. Rồi chúng ta thấy những việc diễn ra bên ngoài, như là người ta nói một thứ ngôn ngữ mới, cái tiên tri và những điều mà chúng ta thấy rằng người xung quanh có thể quan sát được. Và xin Chúa Ngài cho để chúng ta cũng sẽ ao ước và bước đi với Chúa và kinh nghiệm được trong mức độ này. Để rồi đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi và cách phục vụ Chúa của chúng ta cũng sẽ được đầy quyền năng của Chúa. Khi Philip quan sát thì thấy vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên ai cả. Họ chỉ nhân danh Chúa là Đức Giê-xu mà nhận báp têm mà thôi. Thì điều này đã bày tỏ ra khi tin tức đến Jerusalem. Chúng ta nhớ Hội Thánh thì vì sự bắt bớ của Sauler, sau này được đổi tên là Phao-lô đó, thì con cái của Chúa tản lạc ở khắp mọi nơi. Philip là một trong những người tản lạc. Còn các sứ đồ thì vẫn ở lại Jerusalem. Khi Philip đến thành Samaria và ông giảng đấng Christ, Chúa dùng tay của ông để làm những phép lạ. Và người ta kinh nghiệm được sự giải cứu khỏi quỷ dữ. Phép lạ xảy ra. Thì chúng ta thấy rằng nhiều người đã trở lại cùng Chúa. Và khi tin tức này được đến với các sứ đồ tại Jerusalem, đó là người Samaria được cứu nhưng chưa nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh, thì Hội Thánh của Chúa tại Jerusalem đã sai phái Phi-rơ và Giăng đến để đặt tay trên những tân tín hữu người Samaria này. Đây là điều mà chúng ta thấy có thể nói là sự quan tâm hàng đầu của Hội Thánh của Chúa. Bởi vì họ biết kinh nghiệm của đời sống của họ trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ và sau khi Đức Thánh Linh giáng trên là một sự khác biệt rất là lớn. Xin Chúa Ngài cũng cho chúng ta có được trải nghiệm này để chúng ta có thể thấy được rằng một khi chúng ta đã kinh nghiệm, chúng ta muốn mọi người cũng được kinh nghiệm giống như chúng ta. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta khi Phi-rơ và Giăng đặt tay trên người Samaria thì có một việc gì đó đã xảy ra. Họ đã kinh nghiệm một việc rõ ràng khiến cho người ngoài có thể thấy được. Ở trong Công vụ chương 8 câu 18 đến 19, Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng xuống, bảy bạc dâng cho mà nói rằng: cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Những gì người Samari kinh nghiệm thật là lạ lùng, khiến cho Simon, chúng ta biết ông là vốn là một thuật sĩ, nay đã tin Chúa đó, ông thấy các sứ đồ đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên những người được đặt tay. Nên ông lấy bạc dâng cho các sứ đồ và nói rằng: cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để khi tôi đặt tay trên ai thì người nấy cũng nhận được Đức Thánh Linh. Rồi cái thánh này không nói cho chúng ta biết hiện tượng bên ngoài này là gì, nhưng nó phải lạ lùng đến nỗi con người đã tuần là thuật sĩ mà người ta nói rằng là người của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng ông đã nhìn thấy điều gì đó xảy ra mà chúng ta sẽ học ở trong giây lát. Điều gì xảy ra khiến cho ông đã được thuyết phục và ao ước muốn có được khả năng đó. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta cũng sẽ đầy ơn của Chúa và kinh nghiệm một cách cá nhân, rồi khi chúng ta phục vụ cũng thấy việc xảy ra như vậy. Cảm ơn Chúa. Trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta học hỏi lời của Chúa và có thể biết Chúa một cách lý trí trong sự hiểu biết. Nhưng mà công tác của Đức Thánh Linh khi Ngài mặc lấy quyền phép trên chúng ta thì chúng ta có thể trải nghiệm sự hiện diện của Chúa và sự tác động của Ngài luôn cả trên thân thể của chúng ta. Điều này sẽ đưa chúng ta vào một đẳng cấp kinh nghiệm Chúa khác hơn là chỉ biết Chúa, biết về Ngài. Nhưng mà chúng ta biết Chúa một cách rõ ràng, kinh nghiệm Chúa ở trong đời sống của chúng ta khi Đức Thánh Linh đụng chạm đến và giáng xuống ở trên chúng ta. Nhiều người rất sợ khi nói đến kinh nghiệm với Chúa. Rồi cũng một số người khác được dạy dỗ là phải sợ kinh nghiệm. Nhưng anh chị em, lời của Chúa thì cho chúng ta thấy khác. Là Chúa cho chúng ta thấy không có gì sai khi chúng ta mong muốn kinh nghiệm Chúa là người yêu mến chúng ta và đã phó mạng sống vì chúng ta. Nhưng mà những người trong Kinh Thánh thì họ không có lo ngại tìm kiếm kinh nghiệm Chúa. Chúng ta nhớ vua David và các tác giả của Thi Thiên mong muốn được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Thí dụ như Thi Thiên 42 cho chúng ta thấy tác giả nói rằng: linh hồn con khao khát Chúa như nai cái khao khát dòng suối. Cảm ơn Chúa. Một cái kinh nghiệm ông mong muốn và trải nghiệm ở trong đời sống của mình. Thi Thiên 61 cũng nói lên hình ảnh tương tự. Họ muốn kinh nghiệm Chúa, họ muốn trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa
và quyền năng của Ngài luôn cả ở trên thân thể của họ. Kinh Thánh thường dạy được đổ đầy Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm. Khi mà quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh Linh được bày tỏ trong đời sống của một tín nhân, thì có một sự biến đổi có thể thấy rõ đang diễn ra và xảy ra ở trên họ. Một trong những dấu hiệu của sự mặc lấy quyền phép đó là ân tứ của Đức Thánh Linh đã được ban ra. Mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy khi được mặc lấy quyền phép Đức Thánh Linh thì thường có tiếng lạ và hay là ơn tiên tri cặp theo. Một số câu Kinh Thánh chúng ta có thể quan sát tại đây như Công Vụ chương 1. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Linh cho họ nói. Bản hiệu đính này cũng như các bản dịch khác thì chúng ta thấy có cái chữ ngôn ngữ hay là một cái thứ tiếng. Trong nguyên tác Lossia thì nói đến một thứ ngôn ngữ mà chúng ta có thể thấy được ở tại đây. Rồi Công Vụ chương 10 câu 45 đến 46, các tín hữu chịu cắt bì là những người cùng đi với Phi-rơ đều kinh ngạc vì quà tặng là Đức Thánh Linh cũng tuôn đổ trên các dân ngoại nữa. Câu 46, các tín hữu đó nghe họ nói tiếng lạ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Rồi Công Vụ chương 19 câu 5 cho đến câu số 6. Nghe vậy, họ nhảy lấy báp têm nhân danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu. Khi Phao-lô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên họ. Họ nói tiếng lạ và lời tiên tri. Điều này vẫn xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu một người chưa bị dạy sai nghịch lại với ơn này, thì ân tứ thường xảy ra khi được mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh. Trừ trường hợp chúng ta bị dạy sai và chúng ta đề kháng đối với sự ban cho của Chúa, vì người ta đã dán một cái nhãn tiếng lạ thì không đến từ Chúa. Tiếng lạ là của tà giáo vân vân, khiến cho người nghe sợ, không dám đón nhận, hay là có một cái đề kháng đối với sự ban cho này của Chúa. Trong khi lời của Chúa cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu nói rằng những người tin sẽ được các dấu lạ này cặp theo, họ sẽ lấy tiếng mới mà nói. Rồi Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 cũng cho chúng ta thấy có ân tứ tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Ở chương 14 cho chúng ta thấy cái phước hạnh là chúng ta có thể cầu nguyện ở trong tâm trí, và chúng ta cũng có thể cầu nguyện trong tâm linh. Và lời của Chúa đi xa hơn nữa, người nói tiếng lạ gây dựng chính mình, người nói tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa. Thì chúng ta thấy có một cái chức năng của sự ban cho này của Chúa rất là phước hạnh để chúng ta có thể kinh nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta. Trừ trường hợp chúng ta bị dạy sai thì chúng ta phải trải qua một cái sự cải huấn, và xin Chúa Ngài thương xót và cải huấn để tâm trí của chúng ta không còn ngăn cản Chúa cũng như đề kháng đối với sự ban cho của Chúa. Đặc biệt chúng ta có thể thấy điều này được xảy ra một cách rất là dễ dàng cho những người tân tín hữu. Chưa bao giờ bị dạy sai, chưa bao giờ bị người khác dán cái nhãn của ơn này của Chúa Ngài ban cho là đến từ tà giáo hay bất cứ một điều gì đó mà chúng ta nghe người ta thường nói ở trong giáo hội ngày hôm nay. Lấy một thí dụ để anh chị em có thể thấy tại đây. Khi Chúa Ngài thăm viếng và vận hành một cách mạnh mẽ ở trên hội thánh của Chúa VBC Houston tại đây, thì có những buổi nhóm mà chúng tôi trong sự nhóm lại, nhất là khi sự việc Chúa Ngài tuôn đổ Thánh Linh của Ngài năm 1999, thì việc người ta được đặt tay và được báp têm trong Đức Thánh Linh rồi nói tiếng mới, thì được xảy ra một cách rất là rộng rãi, mạnh mẽ, nhiều người nhận được. Mặc dù vậy thì cũng có một số người rất khao khát nhưng mà không nhận được. Đặc biệt những người này là những người lớn lên trong gia đình, trong hội thánh Tin Lành, mà chúng ta thấy rằng đã bị dạy sai nhiều năm tháng về công việc của Đức Thánh Linh, cho nên rất là khó để nhận được. Nhưng mà người mới thì khác hoàn toàn. Chúng tôi nhớ một buổi trong lúc chúng tôi phục vụ và đặt tay để các anh chị em khao khát được báp têm trong Đức Thánh Linh, có thể kinh nghiệm sự giáng trên của Đức Thánh Linh cho đời sống của mình. Thì có một chị mới tin Chúa trước đó 15-20 phút. Khi thấy chúng tôi đặt tay và phục vụ trong sự chuyển tải, thì cô ngồi cái hàng ghế đầu, cô quan sát. Rồi khi cô bắt được sự chú ý của tôi, cô ra dấu, chỉ vào mình, rồi chỉ lên phía trước. Tôi đọc hiểu là cô đặt cái câu hỏi là tôi có thể tiến lên để nhận được hay không. Thì tôi cũng ra dấu trở lại và tôi mời cô tiến lên.
Thì ngay ở trong cái giây phút cô tiến lên và chúng tôi đặt tay lên thì lập tức cô nhận được sự ban cho của Chúa và ân tứ đã được thể hiện ra ở trên cô. Cảm ơn Chúa. Và chúng tôi thấy điều này cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Những người mới tin Chúa rất dễ để nhận được, bởi vì họ chưa bao giờ nghe một cái điều dạy dỗ nào khác hơn là đây là sự ban cho, đây là phước hạnh mà Chúa ngài ban cho con cái của Chúa, cho hội thánh của Chúa. Nhưng lời của Chúa ngài đã tiên tri qua tiên tri Gioan trong những ngày cuối rốt, ngài đổ thần của ngài trên mọi loài xác thịt. Cảm ơn Chúa, và người ta trải nghiệm được Chúa một cách hết sức là rõ ràng là trong đời sống của mình và cũng rất là dễ dàng. Cảm ơn Chúa vì Chúa muốn trang bị chúng ta là điều mà Chúa ngài đã lên kế hoạch, ngài đã hứa, điều cha hứa được tiên tri Gioan báo trước. Các tiên tri cũng có nói đến ở trong công việc Chúa ngài hành động. Và sứ đồ Phi-e-rơ trong phần kinh thánh nền tảng của chúng ta cũng đã được nhắc đến ở trong công vụ chương 2 bắt đầu câu số 14. Nhưng Phi-e-rơ đứng với 11 sứ đồ lên tiếng nói với dân chúng: thưa anh em người Do Thái và tất cả những người Salem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời tôi nói. Những người này chẳng phải sai như anh em tưởng đâu. Vì bây giờ mới là 9 giờ sáng, nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioan. Rồi ông biết lời tiên tri mà Chúa ngài đã bày tỏ để tiên tri Gioan ghi lại cho dân sự của Chúa và cho chúng ta ngày hôm nay, cho hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao. Cảm ơn Chúa. Đây là kế hoạch của Chúa. Sự ban cho này đến từ Chúa. Mà Chúa ban cho thì phải là điều quý và quan trọng cho chúng ta. Bằng không thì tôi tin rằng Chúa ngài không cần phải ban cho chúng ta. Nếu nó không cần thiết, như một số người quan niệm ngày hôm nay, hay là đã bị mắc vào ở trong một cái thuyết mà đối với tôi, đối với sự cứu rỗi và kính sợ thờ phượng Chúa, thì cái thuyết tiến hóa là một cái thuyết mà chúng ta thấy rằng nó đến từ quả ngục, phỉnh dỗ nhiều người và khiến cho họ khi đi ở trong cái lối sống và chọn cái con đường là mình làm những con người duy vật, thì chúng ta thấy rằng ngăn trở trong việc đến để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Còn cái thuyết thứ hai ở trong hội thánh, ở trong giáo hội, đó là cái thuyết ân tứ đã qua đi rồi, không còn nữa. Dấu kỳ phép lạ cũng đã qua đi rồi trong thời của các sứ đồ, gọi là thuyết cessationalism. Và tôi tin rằng điều này nó đã làm một cái cớ ngăn trở rất lớn khiến cho hội thánh của Chúa chúng ta bị rơi vào trong tình trạng khi chúng ta sập bẫy này, khiến cho chúng ta không có quyền năng của Chúa khi chúng ta rao giảng tin lành của Chúa. Bởi vì chúng ta nói rằng đã qua rồi, ở trong thời của các sứ đồ thì ngày hôm nay không còn xảy ra nữa. Và chúng ta không khao khát, không đón nhận thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa và chúng ta trải tấm lòng của chúng ta ra đến với Chúa và nhận lời của Chúa như một con trẻ, cha nói sao chúng ta tin như vậy, Đức Chúa Trời phán chúng ta tin, thì chúng ta sẽ thấy việc xảy ra cho chúng ta. Nhiều khi tôi cầu nguyện cho một người nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh thì họ thuộc lại có một cái cảm giác như một cái áo choàng bằng sức nóng bao phủ trên họ. Một số khác thì khóc nức nở không giải thích được, một số khác thì rung lên, có khi thì co giật, có khi ngã ra như bất tỉnh, có khi thì ngây ngất như say rượu. Tối hôm qua trong thì giờ cầu nguyện của hội thánh, và tôi chia sẻ kêu gọi anh em khao khát cầu nguyện cho sự phát triển hội thánh của Chúa trong quyền năng và dấu kỳ phép lạ, thì có hai ân tứ mà chúng tôi cầu nguyện xin Chúa ngài lại ban trên hội thánh của Chúa là ân tứ chữa lành và ân tứ làm phép lạ. Xin Đức Thánh Linh ngài kích hoạt và ngài khai phóng ra trên hội thánh của Chúa một cách mạnh mẽ ở trong ngày này, bởi vì chúng ta đang rất cần để chúng ta thu hoạch một cánh đồng đã chín vàng và mùa thu hoạch rất lớn mà Chúa hứa ban cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối rốt này. Nhưng tạ ơn Chúa, khi chúng tôi đặt tay trên, có những người kinh nghiệm được sự tươi mới, sự thăm viếng của Chúa, sự đông đầy của Chúa. Và cũng có những người khi được Chúa Thánh Linh tác động trên thì ngây ngất như người say, không thể lái xe được. Cảm ơn Chúa. Và ở trong sự hiện diện của Chúa một thời gian khá lâu, nằm ở trong sự hiện diện của Chúa. Và cảm ơn Chúa, tôi có thể nói với anh chị em rằng việc đó vẫn còn ngày hôm nay. Chúa ngài làm việc, ngài hành động. Có những người họ khóc, có những hiện tượng người ta run lên, co giật.
Cảm ơn Chúa. Trưa Chủ nhật vừa qua cũng vậy. Khi chúng tôi chia sẻ, khi chúng ta chết con người của bản ngã, cái vỏ bên ngoài của chúng ta chịu tan vỡ đi. Như hạt lúa mì Chúa Giêsu nói, nó khi sống thì nó chỉ ở một mình. Nhưng mà khi nó chết đi, nó vỡ, tan ra, thì sẽ đem lại kết quả. Như một hạt lúa mì chúng ta thấy gieo vào trong lòng đất, và khi cái vỏ bên ngoài nó vỡ ra, mầm sống thể hiện, rồi chúng ta thấy mọc lên cây lúa ra bông, thì từ một hạt đó chúng ta thấy có thể lên đến 30, 60, 100 như Chúa Ngài đã bày tỏ. Cảm ơn Chúa, vì Chúa Ngài muốn chúng ta kết quả ở trong ơn của Ngài, và Ngài muốn chúng ta trải nghiệm được ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa khi anh em dành cái thời gian tiến lên đáp lại cho sứ điệp ở hôm Chủ nhật. Thì nhiều người đã bày tỏ tấm lòng của mình và đầu phục Chúa và nói rằng là Chúa, con vác thập tự giá đi theo Chúa. Kể mình đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Để bây giờ con sống không phải là con sống nữa, mà chính Chúa sống ở trong con. Cảm ơn Chúa, các anh chị em được Chúa Ngài tác động, kinh nghiệm được sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa ở trên anh chị em một cách hiển lộ ở trong ơn của Ngài. Anh chị em, đó là những điều mà chúng tôi chứng kiến và thấy được ngay cả ở trong ngày hôm nay. Và anh chị em, đây là phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, có những dấu hiệu có thể tìm thấy trong Kinh Thánh xác nhận đó là công việc của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, người ta ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Khi Chúa Ngài hiện ra, chúng ta thấy Daniel, ông đã run rẩy, ông ngã xuống như người chết. Khi Chúa Ngài bày tỏ lời của Ngài thì Ezechiel nói rằng xương của ông nó khua lên trong ông. Khi Chúa phán thì ông nghe như là lửa đang bọc kín ở trong xương của ông. Khi Chúa Ngài hiện ra và bắt phục Saul, ông đã ngã xuống ngựa, mắt không thấy đường, người ta phải dắt vào trong thành. Và sau đó được Ananias đặt tay cầu nguyện thì ông đã kinh nghiệm mắt thấy lại và nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh mà sau này ông kể lại ở trong các thư tín, nhất là trong Côrintô thứ nhất chương 11. Ông kinh nghiệm được sự ban cho của Chúa và ông nói rằng ông là người nói tiếng lạ nhiều hơn hết so với các anh em mà ông đang nói chuyện với họ. Cảm ơn Chúa. Đối với tôi thì dường như sự hiển lộ của những thể hiện ở trên thân thể của chúng ta là cách mà Đức Thánh Linh Ngài nói với chúng ta rằng ta hiện diện tại đây để mặc lấy quyền phép ở trên con. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái trải nghiệm tuyệt vời mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Trong lúc dấu hiệu của sự hiện diện của Đức Thánh Linh có thể khác nhau trong những trường hợp khác nhau. Nhưng mà tôi tin rằng nhận lấy quyền phép Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm. Và đến với chúng ta một cách rõ ràng, chúng ta có thể trải nghiệm được ở trong ơn của Chúa. Công tác ở trong của Đức Thánh Linh thì chúng ta biết rằng phải theo một tiến trình. Nhưng mà được phép bắt tem quyền phép của Đức Thánh Linh thì đến một cách thinh linh. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Có những câu kinh thánh cho chúng ta thấy sự trưởng thành ở trong Chúa, công tác bề trong của Đức Thánh Linh thì đòi hỏi phải có thời gian để hình bóng của Đấng Christ được hình thành ở trong chúng ta. Như Phi-rơ thứ 2 chương 3 câu số 18: nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. Chúng ta để ý đến có sự tăng trưởng ở trong ân điển và sự hiểu biết Chúa là cứu Chúa của chúng ta. Có thời gian, có một quá trình. Rồi Roma chương 5 câu 4 câu 5: kiên nhẫn sanh ra nghị lực sanh ra hy vọng, và hy vọng không làm cho chúng ta hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng của chúng ta bởi Thánh Linh mà Đấng đã ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, có một tiến trình xảy ra mà chúng ta thấy ở đây. Mỗi ngày chúng ta được trưởng thành hơn ở trong Chúa. Như vậy công tác bề trong của Chúa đòi hỏi thời gian, mà công tác Đức Thánh Linh Ngài giáng trên mặc lấy quyền phép thì chúng ta thấy rằng đến thinh linh. Trong công tác Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ ra mặc lấy quyền phép thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm việc một cách đổ đầy thinh linh, như là chúng ta được nhận chìm ở trong Chúa Thánh Linh khi chúng ta được bắt tem trong Thánh Linh. Một sự đổ đầy một cách dồn dập với sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi việc mới xảy ra năm 1999 ở tại đây thì đối với tôi lúc đó là việc rất là mới và lạ. Tôi nhớ tuần thứ nhì của hai tuần lễ phục hưng thì khi chúng tôi chia sẻ ở trong cái sứ điệp mà Chúa Ngài đã đem Ezechiel vào trong trũng hải cốt khô và hỏi ông cách
bộ xương khô này có thể sống hay là không. Vì chúng tôi chia sẻ và làm theo như sự hướng dẫn của Chúa đối với ACGN, và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và công bố tiên tri với gió và xin Chúa ngài phú hơi thở của ngài vào ở trong anh chị em. Thì lạ lùng việc bắt đầu xảy ra cho VBC Houston. Người ta ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Thì tôi nhìn và tôi nói rằng điều này là điều mà ngày mai chúng tôi phải trả lời với giáo hội, bởi vì đây là việc mà lúc bấy giờ đối với người Baptist thì có lẽ là mới ở trong thời đại của chúng ta. Mặc dù các giáo sĩ của Baptist khi đến Trung Quốc, họ đã trải nghiệm cơn phấn hưng ở tại Sơn Trung, Sơn Đông Revival đó, phục hưng ở tại Sơn Đông. Thì các giáo sĩ đã kể lại những cái hiện tượng, người ta ngã ra, người ta run rẩy, người ta khóc lóc. Tất cả những gì mà chúng ta kinh nghiệm ngày hôm nay, thì đầu thế kỷ 20 thì Chúa ngài đã cho các giáo sĩ kinh nghiệm được ở tại thập niên 30 của thế kỷ 20 ở tại Sơn Trung. Người ta kinh nghiệm được sự thăm viếng tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa ở trên hội thánh của Chúa ở trong cuộc phục hưng này. Cảm ơn Chúa. Và các giáo sĩ này là những người Baptist. Họ đã viết sách và kể lại cái kinh nghiệm này. Thì cảm ơn Chúa. Tôi đứng ở trong cái khung cảnh như vậy. Thì đặt cái câu hỏi với Chúa là: Chúa, con sẽ giải thích làm sao hiện tượng này? Vì đây là lần đầu tiên mà người ta ngã ra khi được cầu nguyện. Thì Chúa ngài cho chúng tôi thấy một cái ý niệm để giải thích. Vì Chúa và quyền năng của ngài lớn lao vĩ đại như vậy, khi ngài chạm đến thân thể của chúng ta thì tất cả các mạch điện ở trong chúng ta bị quá tải, cho nên chúng ta thấy người ta ngã ra như ngất đi và được sự thăm viếng của Chúa. Có những người sau cái kinh nghiệm đó đứng dậy để nói rằng lúc đó Chúa cho được lên thiên đàng, hoặc là Chúa đưa vào ở trong một cái khải tượng, một sự hiện thấy, những điều kỳ diệu Chúa bày tỏ. Có sự chữa lành nội tâm, có những sự thăm viếng lạ lùng của Chúa, khiến cho tất cả những gánh nặng được rơi xuống và anh chị em trỗi dậy là một người mới ở trong ơn của Chúa và kinh nghiệm được quyền năng của ngài. Cảm ơn Chúa và phước hạnh mà Chúa ngài cho chúng ta, tuôn đổ ra trên chúng ta một cách dồn dập với sự hiện diện của ngài, và chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Có những người kinh nghiệm như là có một cái cánh tay ôm choàng lấy họ. Có những người kinh nghiệm Chúa ngài rời chạm đến như một chiếc áo choàng được thải ra và bao trùm ở trên vai của họ. Họ kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa như là có một cái sức nặng. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta nghiên cứu chữ vinh hiển của Chúa, đó là chữ kabob. Ở trong tiếng Hebrew thì cũng có nghĩa là một sức nặng. Nếu Chúa ngài thể hiện sự hiện diện của ngài và chạm đến chúng ta thì chúng ta cũng có thể trải nghiệm điều như vậy. Cảm ơn Chúa. Những từ ngữ diễn tả kinh nghiệm được mặc lấy quyền phép thì không phải lâu nhưng là thần linh Chúa ngài cho chúng ta. Đó lý do nhiều lúc những tân tín hữu vận hành ở trong quyền năng lớn của Chúa. Bởi vì mặc dù họ mới tin Chúa, nhưng mà họ đã được Chúa ngài ban cho quyền năng, ngài mặc lấy quyền phép trên. Cho nên mặc dù là mới tin Chúa, họ có thể được Chúa ngài sử dụng trong các ân tứ và phục vụ một cách hiệu quả. Họ cầu nguyện cho người bệnh được lành. Rồi họ cũng có những cái lời khôn ngoan và tri thức các ân tứ của Đức Thánh Linh bày tỏ ra và cũng có thể hiện trong lời tiên tri, và Chúa ngài làm cho ứng nghiệm. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ở đây tăng trưởng ở trong Chúa, trưởng thành lên trong Chúa là công tác bên trong của Đức Thánh Linh. Và khi Đức Thánh Linh giáng trên mặt lấy quyền phép thì chúng ta được mười quyền năng từ nơi Chúa. Hai điều này, tôi tin rằng Chúa không muốn chúng ta phải chọn một trong hai. Nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta kinh nghiệm cả hai. Chúa muốn chúng ta trưởng thành lên trong Chúa, công tác bề trong của Đức Thánh Linh biến chúng ta, thay đổi chúng ta, khiến cho chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ hơn. Nên khi chúng ta kinh nghiệm, mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời ở trong chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời. Thì công việc này là dành riêng cho chúng ta nếm trải được. Nhưng kinh nghiệm khi Đức Thánh Linh ngài giáng xuống ở trên chúng ta mặc lấy quyền phép thì như những dòng sông từ nơi lòng của chúng ta có thể tuôn chảy ra trong quyền năng của Chúa để đáp ứng nhu cầu của nhiều người. Cảm ơn Chúa. Trong phước hạnh mà Chúa ngài ban cho, chúng ta có thể kinh nghiệm được. Mặc dù có những người họ dạy rằng việc xin Chúa cho việc này là không cần,
Nhưng mà chúng ta để ý trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 12, chúng ta được dạy là hãy nôn nã cho được ân tứ và quyền năng của Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 12 nói, anh em cũng vậy, vì khao khát những ân tứ thuộc linh, anh em hãy tìm kiếm cho được dư dật các ân tứ đó để xây dựng hội thánh. Cảm ơn Chúa, chẳng những tìm, hết lòng tìm, hãy tìm kiếm cho được dư dật. Cảm ơn Chúa, để chúng ta có thể được dư dật các thứ ân của Chúa, để chúng ta có thể phục vụ và xây dựng hội thánh của Chúa, vì ai nấy đều được lợi ích chung. Sứ đồ Phaolô không ngần ngại trong việc tìm kiếm cho được thêm quyền năng của Chúa. Ông nói rằng ông chịu bỏ mọi sự, đến nỗi ông được biết Ngài và quyền phép hay là quyền năng phục sinh của Ngài. Như Philip chương 3 câu số 10, có gì thiêng liêng trong một lối sống không có quyền năng anh chị em ơi? Mặc dù người ta giảng dạy như vậy, anh chị em, khi chúng ta được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép của Ngài ở trên chúng ta, lối sống của chúng ta và sự phục vụ của chúng ta sẽ đem lại lợi ích và nhiều người sẽ trải nghiệm được phước hạnh Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta là con dân của Chúa, tiếp xúc với quyền năng của Ngài để bước đi trong sự đắc thắng. Và Ngài cũng sẵn lòng để đổ quyền năng của Ngài trên tất cả những ai tìm kiếm. Xin Chúa cho để lời của Chúa sẽ thúc đẩy để anh chị em, những ai chưa có, sẽ tìm kiếm một cách hết lòng. Thứ ba, chúng ta thấy sự mặc lấy quyền phép phải được duy trì. Cần nhớ là sự mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh không phải là việc chỉ xảy ra một lần đủ cả, nhưng mà chỉ mới bắt đầu. Tôi tin rằng báp tem trong Đức Thánh Linh là lần đầu tiên chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và sau đó chúng ta phải giữ, phải duy trì để chúng ta liên tục được đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ và thấy sứ đồ Phi-rơ và các sứ đồ khác được đổ đầy ở trong công vụ các sứ đồ chương 2. Nhưng họ cầu nguyện nữa và được đổ đầy lần nữa ở trong công vụ các sứ đồ chương 4. Như vậy tân ước dường như cho thấy có những trình độ khác nhau trong mức độ quyền năng khác nhau. Lần đầu được đổ đầy, có thể là anh chị em chưa nhận được quyền năng lớn lao. Nhưng mà một khi chúng ta tiếp tục trở lại với Chúa và trung tín sử dụng những gì Chúa ban cho chúng ta, tôi tin rằng nguyên tắc của nước trời cũng sẽ thể hiện ở tại đây. Đó là trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho những việc lớn hơn. Nếu chúng ta trung tín với ơn của Chúa và mức độ của đức tin, của ân tứ mà Chúa Ngài ban cho chúng ta trong lúc này, chúng ta trung tín, chúng ta quản lý các thứ ơn của Chúa một cách tốt đẹp, Chúa Ngài sẽ tính cậy và giao cho chúng ta mức độ lớn hơn. Chúng tôi trải nghiệm được điều đó ở trong đời sống và chức vụ của mình. Và chúng tôi cũng tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ làm cho hết thảy anh chị em. Cho nên hãy bắt đầu rồi tiếp tục duy trì. Hãy kinh nghiệm cho bằng được. Báp tem trong Đức Thánh Linh được mặc lấy quyền phép lần đầu tiên. Sau đó chúng ta làm những công việc để chúng ta duy trì. Câu hỏi là tại sao chúng ta phải duy trì? Thì câu tôi tới của Chúa đã được Chúa Ngài sử dụng một cách rất là lớn lao. Mà người ta mô tả rằng một tay ông ôm nước Hoa Kỳ này, mà một tay ông ôm nước Anh, bỗng ru hai đất nước này vào trong lòng của Đức Chúa Trời. Chức vụ của ông ảnh hưởng một cách rất là lớn lao. Và ông nhận biết điều này. Ông nói rằng, bởi vì chúng ta là những cái thùng lũng, cần được trở lại nguồn để được đổ đầy luôn luôn. Chúng ta làm cho thất thoát, bởi vì con người của chúng ta chưa hoàn chỉnh. Trong cuộc chạy đua với con người cũ, với bản ngã của chúng ta, nhưng lúc chúng ta kể nó đã chết, chúng ta đóng đinh nó và thập tự giá với Chúa. Nhưng có những lúc chúng ta sơ hở và chúng ta để cho xác thịt nó lại muốn nắm quyền kiểm soát. Chúng ta bị thất thoát đi sự sức giàu ân quyền của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải trở lại với nguồn luôn luôn. Đó là lý do mà Đề Mô Trì nhắc nhở để chúng ta trở lại với nguồn để chúng ta được đổ đầy luôn luôn. Đừng thỏa lòng với lần đổ đầy đầu tiên, nhưng hãy liên tục trở lại để nhận thêm. Quyền năng của Ngài không có giới hạn. Chúng ta có giới hạn. Và sức chứa capacity của chúng ta có giới hạn. Cho nên chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ và để chúng ta hoàn chỉnh và nới rộng. Chúa Ngài ban chúng ta khả năng và sức chứa lớn hơn để chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong mức độ lớn hơn trong đời sống của chúng ta. Thứ tư, chúng ta thấy đời sống của người mới đổ đầy có những việc xảy ra mà tôi mô tả để anh chị em thấy, để quan sát, để theo dõi và nhìn thấy ở trong đời sống của chúng ta. Những việc này khi xảy ra thì chúng ta biết rằng chúng ta được Chúa Ngài đổ đầy ở trong ơn của Chúa. Sau đây là một số việc cần để ý để chúng ta nhận biết. Thứ nhất là một mong muốn mới mẻ trong sự ngợi khen và thờ phượng. Cảm ơn Chúa. Ephesians chương 5 câu 18 đến 20 chép: đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau,
và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta vì một sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tại đây chúng ta thấy liên quan đến việc mà ngợi khen thờ phượng Chúa, thì chúng ta thấy khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh tối kiểm soát đời sống của chúng ta, khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ lấy ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Tôi nhớ lại khi trải nghiệm Chúa tác động ở trên tôi năm 1992, thì tôi thấy một sự tự do trong việc ngợi khen và cách tôi thờ phượng. Trước đây là mục sư của một hội thánh truyền thống. Sự ngợi khen thờ phượng, mình thấy những người đi trước làm sao mình cũng bắt chước giống như vậy. Sự ngợi khen thờ phượng nó rất là máy móc. Và chúng tôi không thỏa lòng về việc đó, nhưng mà không biết cách nào để thoát ra được. Bởi vì mình đã bắt chước những người đi trước, chứ không phải để Chúa Ngài hành động. Cho đến khi được Chúa Ngài tác động và đổ đầy quyền năng của Ngài trong kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh vào năm 1992, thì tôi khám phá ra một điều, đó là luôn luôn có bài hát ở trong tâm linh của tôi. Tôi ngợi khen Chúa, tôi cảm ơn Ngài vì suốt ngày một dòng sông của sự ngợi khen cứ tràn ở trong tôi. Tôi ca ngợi Chúa, tôi có một sự thỏa lòng tươi mới trong việc ngợi khen Chúa. Bây giờ thì mình hiểu được tại sao hội thánh của Chúa nhóm nhau lại, mình có cái phần ca hát ngợi khen Chúa. Bởi vì điều Chúa Ngài đã làm ở bên trong, sự vui mừng, kinh nghiệm Chúa tràn ngập, mình không thể làm gì khác hơn là phải ca ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta trải nghiệm được sự mặc lấy quyền phép của Chúa, thì một mong muốn mới mẻ trong việc ngợi khen Chúa được thể hiện. Cảm ơn Chúa, chúng tôi cũng nhìn thấy hội thánh VBC Houston ở trong cái sự chuyển mình lúc đó. Chúa Ngài ban phước từ cái chỗ hát một cách uể oải, và như các hội thánh khác của người Việt Nam của chúng ta, chúng ta biến tất cả những bài thánh ca trở nên một bài hát mà nó dài, nó chậm và nó rất là lê thê. Nhưng mà rồi khi Chúa Ngài tuôn đổ quyền năng của Ngài, hội thánh bắt đầu hát ở trong quyền năng của Chúa, hát trong sự vui mừng, hát một cách mạnh mẽ. Rồi nắm bắt được cái chìa khóa Chúa Ngài ban cho, khi chúng ta ngợi khen Chúa đến mức độ cao đỉnh như vậy, thì Chúa thể hiện sự hiện diện của Ngài. Chiến trận thuộc linh được giải ra bởi sự ngợi khen thờ phượng mà chúng ta đóng căng các tước vị của chúng nó. Quyền năng của Chúa thể hiện cột trói công việc của thế giới tối tăm khi chúng ta tôn cao Chúa. Tâm trí của hội chúng bây giờ đặt nơi Chúa là đối tượng của sự ngợi khen và thờ phượng của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu hát những bài hát mà chúng ta tin rằng Chúa muốn nghe. Và có một cuộc cách mạng rất là lớn ở trong việc sử dụng bài hát để ngợi khen Chúa. Và tôi nên trong thời đó, Chúa Ngài đã làm một sự biến đổi lớn lao của âm nhạc thờ phượng. Chúa sử dụng bài hát ca ngợi Ngài, Majesty. Và Chúa Ngài đã dùng mục sư người Mỹ, là mục sư Chuck Hayford, để sáng tác bài này. Chúa là đối tượng của sự ngợi khen và thờ phượng của chúng ta. Chúng ta, khi hiểu chúng ta sẽ thay đổi cách chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa. Chúng ta không được quyền nói rằng xin mời hội thánh đứng lên mà chúng ta ngợi khen Chúa, mà chúng ta thấy rằng cái bài hát đó không có một lời nào để chúng ta tập trung vào ngợi khen Chúa. Có thể là một bài đức tin ca để khích lệ hội chúng. Nên cuối cùng thì chúng ta thấy rằng hội chúng là đối tượng của bài hát đó, chứ không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa, một sự thay đổi lớn lao xảy ra. Và Ephesos chương 5 dạy chúng ta hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh, hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Cảm ơn Chúa. Sự đổ đầy Thánh Linh tuôn chảy trong chúng ta một dòng sông của sự ngợi khen trong tâm linh của chúng ta. Và bây giờ chúng ta ca ngợi Chúa một cách hết lòng và trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, từ lúc Chúa Ngài làm tươi mới hội thánh của Chúa, khi Chúa Ngài đổ đầy quyền năng của Ngài, thì sự ngợi khen thờ phượng đã đi vào một bứt phá hết sức là lạ lùng. Có những lúc khi chúng ta ngợi khen Chúa một cách hết lòng, sự hiện diện của Chúa bày tỏ, người ta được chữa lành ngay trong lúc đứng hát ngợi khen. Có những người có quỷ, khi đến nhóm lại trong những ngày đại hội hay là nhóm lại với hội thánh, thì có việc quỷ nó xuất hiện để người đó được giải cứu. Để cảm ơn Chúa, trong mức độ ngợi khen Chúa mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ thấy, đã được thể hiện ra cho
cho mỗi chúng ta nữa khi chúng ta được kinh nghiệm, được mặc lấy quyền phép. Thứ hai, chúng ta thấy việc siêu nhiên được bày tỏ. Chúng ta có thể cầu nguyện ở trong tiếng mới, cầu nguyện trong tâm linh. Đây là điều hết sức là tuyệt vời mà tôi khám phá rồi được. Khi chúng ta cầu nguyện trong tâm trí, thì chúng ta không thể nào vừa cầu nguyện vừa đọc kinh thánh được. Bởi vì tâm trí của chúng ta bắt buộc phải làm việc. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện trong tâm linh, chúng ta cầu nguyện trong ngôn ngữ Chúa ngài ban cho, miệng của chúng ta có thể cầu nguyện đó, nhưng mà mắt của chúng ta có thể đọc kinh thánh cùng một lúc. Cảm ơn Chúa. Bởi vì nó thuộc về tâm linh, nó khác hơn với lại thuộc về thể xác, thuộc về lý trí của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. Rồi chúng ta cũng có thể thấy việc siêu nhiên được bày tỏ ra khi những lời khôn ngoan và tri thức đã bày tỏ. Như chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em trong những bài đầu của loạt bài này. Thế nào Chúa cho chúng tôi ở tại đây cầu nguyện cho một chị em ở tầng California. Và khi Chúa ngài chỉ cho chúng tôi thấy cái lý do tại sao con trai của chị cứ mỗi tối 9 giờ đêm là nó bắt đầu nó nhảy ở trên tủ, trên bàn ghế. Đó là Chúa ngài chỉ cho chúng tôi thấy. Trong lúc chúng tôi cầu nguyện, sự mặc khải từ nơi Chúa, ơn của lời khôn ngoan và trí thức được bày tỏ. Tôi khuyến khích người chị em này cầm cái điện thoại không dây của mình, đi lên phòng của con của mình, dở cái nệm lên, ở trên đầu nệm, ở phần bên phía tay phải, sẽ thấy một số sách ở tại đó. Sách đó là sách có hình rồng rắn đủ thứ. Chị phản bác tôi trong lúc đầu, chị nói, mục sư làm gì có chuyện này, gia đình của tôi là con cái của Chúa, thì làm sao có chuyện này. Tôi nói chị cứ đi. Và chị lên thì chị rất là ngạc nhiên khi thấy điều đó. Rằng ở dưới nệm của con của mình có những cuốn sách của những trò chơi mà cháu đã mượn của bạn của mình. Và từ đó thì lý do tại sao cứ 9 giờ đêm là nó nhảy ở trên tủ, trên bàn. Cảm ơn Chúa vì sự mặc khải của Ngài và nhiều điều khác nữa chúng tôi trải nghiệm được và các anh chị em cũng có thể trải nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, sự phục vụ trong những ân tứ của Đức Thánh Linh. Khi một người được mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh thì có thể bước đi trong tất cả các ân tứ của Thánh Linh được ghi ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12. Chúa ban cho các ân tứ này, đây là sự tỏ ra của Thánh Linh để hội thánh của Chúa được gây dựng và được lợi ích. Cảm ơn Chúa. Và khi nhu cầu đòi hỏi, Đức Thánh Linh có thể cho chúng ta sử dụng các ân tứ này để chúng ta có thể phục vụ những người có nhu cầu. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, chúng ta bắt đầu phân biệt được những việc thiêng liêng. Một khi được mặc lấy quyền phép thì chúng ta bắt đầu có một cái sự phân biệt và hiểu được những việc ở trong linh giới. Trước đây mình không thấy. Bây giờ Đức Thánh Linh ngài mặc lấy quyền phép và ân tứ của Chúa được thể hiện ra. Các giác quan thuộc linh của chúng ta bắt đầu được Chúa ngài làm cho nhạy bén và mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm được. Chúng ta bắt đầu có thể thấy được những việc thuộc linh. Chúng ta có thể nhìn vào trong một người và Thánh Linh của Chúa có thể bày tỏ ra linh nào, việc gì đang diễn ra trong người đó. Khi Chúa cho chúng ta ơn phân biệt các thần, để chúng ta có thể thấy được cái người đó đang ăn nói, đang làm việc đó, thì họ đang sử dụng linh nào. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhân linh, linh của con người, hay là tà linh đang kiểm soát họ. Chúng ta có thể nhạy bén và nhận biết được một cách rõ ràng ở trong ơn của Chúa. Chúng ta có thể biện biệt được khi chúng ta được mặc lấy quyền phép. Nhiều người làm chứng khi được đổ đầy, lần đầu tiên họ như người mù được thấy lần đầu tiên. Mắt nó được mở ra. Cá nhân tôi kinh nghiệm, sau khi được Chúa ngài mặc lấy quyền phép, thì tôi trở lại đọc kinh thánh. Bây giờ thì là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Tôi tìm thấy Đức Giê-xu trên từng trang kinh thánh. Hiểu được lời của Chúa một cách liền lạc. Và Thánh Linh của Chúa dạy dỗ dẫn dắt ở trong ơn của Ngài. Hiểu được lời của Chúa, phân biệt được những việc thiêng liêng một cách nhạy bén. Cảm ơn Chúa. Vì anh chị em cũng có thể kinh nghiệm được. Cảm ơn Chúa. Rồi trong sự giảng dạy, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ để con cái của Chúa họ có thể thấy được những điều mà trước đây họ không thấy. Và khi đến và tiếp xúc với chức vụ của chúng tôi trong những ngày đại hội v.v. thì họ trở về và nghe mục sư của hội thánh địa phương của mình giảng dạy. Họ không thấy rõ lòng vì họ thấy rằng những điều này nó sâu hơn và Chúa ngài bày tỏ, ngài dạy dỗ trong sự nhận biết những việc thuộc linh thì khác hơn là những điều mà mắt của chúng ta thường thấy. Và tôi nói rằng Chúa ngài cho trong ơn của ngài và trong sự sức giàu của Chúa thì chúng ta được tiếp xúc với như là được xem TV mà hình rõ nét, high def,
để chúng ta có thể thấy TV màu và hình rất là rõ. Còn trước đây thì chúng ta như coi TV trắng đen đó, chúng ta thấy mờ mờ, không thấy một cách rõ ràng. Mà khi chúng ta được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm phân biệt những việc thiêng liêng một cách rất là khác so với lại trước đó. Cảm ơn Chúa. Một điều khác, đó là chiến trận thuộc linh với một cường độ mới. Khi anh chị em được mặc lấy quyền phép bởi Thánh Linh, chúng ta trở nên mối đe dọa cho nước của Satan. Cho nên tự nhiên chúng ta sẽ bước vào một trận chiến đỏ lửa, một đẳng cấp chiến trận cao hơn mà trước đây có thể chúng ta không phải trải qua. Nhưng đừng sợ anh chị em, Chúa cho phép những điều này xảy ra vì Chúa Ngài muốn tập cho tay của chúng ta đánh trận. Thường thì một vài tháng sau khi chúng ta kinh nghiệm đó, chúng ta thấy chiến trận thuộc linh trở nên nóng bỏng và trải qua cuộc chiến nóng bỏng. Sự tấn công mạnh bạo này diễn ra để dạy cho chúng ta điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy ở trong Ephesos chương 6 về giáp trụ của người tín đồ. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hiểu được tại sao chúng ta phải mặc giáp trụ vào. Và chúng ta thấy ngày xưa trước khi được mặc lấy quyền phép của Chúa, chúng ta đánh trận với thịt và máu. Chúng ta đánh với anh em của mình, với vợ, với chồng của mình, với những người trong hội thánh. Bây giờ thì chúng ta biết rằng chúng ta không chiến trận với thịt và máu, nhưng cùng chủ quyền, cùng các linh, các thần dữ ở các nơi trên trời. Nên chúng ta phải mặc lấy giáp trụ của người tín đồ. Chúng ta biết sử dụng gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời ở trong cái cách mà Thánh Linh của Chúa làm cho chúng ta hiểu được và sử dụng một cách tốt đẹp. Chúa cho phép xảy ra để dạy cho chúng ta đánh trận. Ở trong các quan sát chương 3 câu 1 cho đến câu số 2, lời của Chúa cũng cho chúng ta thấy một lẽ thật mà chúng ta cũng cần được nhắc nhở tại đây. Và tôi tin rằng anh chị em đã kinh nghiệm, anh chị em có thể hiểu được. Ở trong các quan sát chương 3 câu 1 đến câu 2 lời của chép: Đức Giê-hô-va còn để lại các dân tộc để thử nghiệm dân Israel, là những người chưa có kinh nghiệm chiến đấu ở Canaan. Ngài chỉ muốn dạy cho các thế hệ mới của dân Israel biết cách để chiến đấu, đặc biệt là cho những người trước đây chưa từng quen với trận mạc. Cảm ơn Chúa. Bây giờ Chúa Ngài cho phép điều này để Ngài dạy cho tay của chúng ta đánh trận. Bởi vì anh chị em, khi Chúa Ngài mặc lấy quyền phép trên chúng ta sẽ ra đi và chúng ta giảng tin lành quyền năng của Chúa, tin lành của nước trời. Chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta chữa bệnh, để chúng ta trị quỷ. Thì chúng ta cần phải được Chúa Ngài dạy tay của chúng ta chiến trận, để rồi chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng để giải cứu những con người, để giúp đỡ người ta kinh nghiệm được sự chữa lành, được sự giải cứu trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa cho phép xảy ra để dạy tay của chúng ta đánh trận. Một điều khác chúng ta cần nhớ và an tâm, đó là Chúa Ngài cho phép xảy ra thì không có bất cứ một điều gì có thể kéo chúng ta ra khỏi Chúa được, ra khỏi tình yêu của Ngài được. Vì bây giờ việc hầu đến thiên sứ, chiều cao, chiều sâu, không có một vật nào và cũng không có điều gì có thể kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa được. Chúa Ngài cho phép để dạy dỗ, huấn luyện chúng ta, hầu cho tay của chúng ta có thể mạnh mẽ, vươn nổi cung đồng, để chúng ta có thể kết quả cho Chúa ở trong ơn của Ngài là như vậy. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta trải qua, anh chị em hãy hết lòng tin cậy Chúa và đứng vững. Hỏi Chúa để Ngài chỉ cho chúng ta biết cách để chúng ta sử dụng các ơn Chúa Ngài ban cho và chiến trận một cách kiên cường. Để rồi chúng ta học thì chúng ta chiến trận. Một trong những điều mà tôi chia sẻ cho anh chị em ở tại đây là kinh nghiệm của tôi. Trong những trận chiến như vậy và những ngày như vậy, thì có những lúc anh chị em sẽ thấy luôn cả trong giấc ngủ, chúng ta thấy có những sự tấn công của ma quỷ của thế giới tối tăm. Chúa Ngài tập cho chúng ta chiến trận. Rồi một ngày anh chị em sẽ bắt gặp, khi chúng ta trở lại, chúng ta tỉnh thức, thì miệng của chúng ta vẫn còn nói, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, ta cột trói ngươi và ném xa ngươi. Hay là chúng ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta chiến trận. Chúng ta công bố huyết của Đức Chúa Jesus nói nghịch cùng ngươi và xin huyết của Chúa lên tiếng. Và chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài dạy cho chúng ta đến một lúc, luôn cả trong giấc ngủ chúng ta cũng biết chiến trận. Anh chị em nhận biết điều đó để chúng ta thấy được thì phước hạnh mà Chúa Ngài cho chúng ta. Thứ sáu, chúng ta được trang bị trong một vụ. Chúng ta nhớ công vụ chương 1 câu số 8 mà Chúa Giê-xu Ngài đã nói cho các môn đệ của Ngài. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ được mặc lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả Giu-đê, Samaria cho đến khắp cùng trái đất. Các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép
để trở nên những chứng nhân cho ta. Cảm ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta một sự trang bị trong một vụ. Nếu tất cả công việc của chúng ta là chỉ ngồi trong ghế của nhà thờ thì chúng ta không cần được trang bị quyền phép của Chúa. Nhưng mà vì Chúa Ngài bảo chúng ta đi ra để làm nhân chứng cho Chúa, Ngài sai phái chúng ta đi ra với tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao trong tay của Ngài, rồi Ngài sai phái chúng ta đi ra, Ngài hậu thuẫn, Ngài yểm trợ chúng ta bằng quyền năng của Ngài để chúng ta có thể làm nhân chứng kết quả cho Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần vì Chúa cho chúng ta trọng trách để chúng ta có thể thực hiện được sứ mạng vĩ đại. Chúng ta cần quyền phép của Chúa. Chúng ta cần chinh phục thế giới cho Chúa. Chúng ta cần tái chiếm hữu những vùng đất đã rơi vào tay của quân thù. Nhiều đời sống cần được giải cứu khỏi công tùng của Satan. Cho nên chúng ta cần được quyền phép của Chúa, quyền năng của Ngài hậu thuẫn chúng ta. Bây giờ chúng ta để ý đến những ngăn trở để chúng ta biết mà chúng ta đối diện. Ngăn trở của việc dập tắt Đức Thánh Linh. Một người có thể là cái đốc nhân trưởng thành, đang để Đức Thánh Linh tạo bản chất của Đức Chúa Giêsu trong đời sống của mình, nhưng không biết gì về quyền năng của Ngài. Điều này đã xảy ra cho hội thánh ở tại thành Thessalonica. Anh xem còn nhớ, sau đó follow trong chương 1, ông nhắc thế nào tin lành của Chúa đã đến với họ. Bằng lời nói và việc làm, cùng sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và quyền phép. Cho nên chúng ta thấy hội thánh ở tại Corinto đang trưởng thành trong sự bước đi với Chúa. Nhưng ông cũng cảnh cáo họ chớ dập tắt lửa của Thánh Linh, chớ khinh dễ lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Tê-sa-lô-ca thứ nhất, chương 5, câu 19 đến câu 21. Chớ dập tắt Đức Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy ở tại đây là điều này có thể xảy ra, cho nên sứ đồ Phaolô đã cảnh báo họ. Hội thánh Tê-sa-lô-ca biết công tác ở trong của Đức Thánh Linh. Họ đang tiến bước ở trên đường tăng trưởng. Hình bóng của Đấng Christ đang được hình thành ở trong họ. Nhưng mà quyền năng của Đức Thánh Linh chưa được bày tỏ. Khi bày tỏ thì họ có thể cảm thấy khó chịu. Và khi thấy Đức Thánh Linh hành động, họ bắt đầu bối rối. Thì Chúa đã dùng môi miệng của Phaolô để nhắc hội thánh của Chúa, đó là chớ dập tắt Thánh Linh. Chớ khinh dễ các lời tiên tri. Ân tứ của Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ ra. Sẽ có tiếng nói của ơn tiên tri chứ, của lời khôn ngoan và tri thức được Chúa Ngài mặc khải. Thì sứ đồ Phaolô khuyến khích hội thánh của Chúa ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, đó là chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Đây như là lửa của Thánh Linh đang cháy, hay là tiếng nói của Ngài, Ngài đang lên tiếng. Thì có một thái độ có thể là chúng ta dập tắt, chúng ta bóp nghẹt tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Và thứ hai là khinh dễ các lời tiên tri. Chúa nhắc nhở để hội thánh của Chúa không rơi vào trong tình trạng đó. Vì một trong các ơn tứ của Đức Thánh Linh là ơn tiên tri mà. Cho nên đừng dập tắt Đức Thánh Linh. Nhưng mà câu 21, hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. Ở đây có một sự phân biệt. Chúng ta không, người Mỹ họ có một cách nói là chúng ta đổ nước tắm với em bé. Đừng làm như vậy. Nhớ là khi chúng ta tắm em bé, ẩm nó ra, rồi chúng ta mới đổ cái nước dơ mà chúng ta đã để trong cái chậu để chúng ta tắm cho bé đó. Hay nói cái khác là chúng ta đừng ném bỏ hết tất cả. Nhưng mà lời của Chúa dạy tới đây là phải xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. Vì chúng ta cũng cần phải biết điều này. Phục hưng thì có nhiều việc xảy ra lắm. Mà nhất là có những người mới chưa trưởng thành ở trong Chúa nhưng mà bây giờ được mặc lấy quyền phép. Thì có thể sẽ có những lệch lạc. Như chúng ta thấy trong Côrintô thứ nhất chương 14, sứ đồ Phaolô phải viết để chỉnh đốn sinh hoạt của hội thánh của Chúa ở tại thành Côrintô trong Côrintô thứ nhất chương 14. Phải có trật tự trong sự nhóm lại. Người đang nói, nếu anh em khác có được sứ điệp từ nơi Chúa, Ngài ban cho, thì người đang nói ngồi xuống và để nhường cho người nhận được sứ điệp từ nơi Chúa có thể lên tiếng để nói với hội thánh. Tránh những cái lệch lạc. Nói tiếng lạ, mà nói với con người thì phải có sự thông giải. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì không cần thông giải, vì Đức Chúa Trời biết và Ngài hiểu. Nhưng mà sứ điệp cho con người thì phải có sự thông giải, còn nếu không thì phải yên lặng, không được nói lên trong sự nhóm lại. Anh chị em thấy điều đó.
có những cái lệch lạc có thể xảy ra cần được hoàn chỉnh. Cho nên trong ơn của Chúa, chúng ta phải xem xét mọi việc điều trị tốt đẹp thì giữ lấy. Nhưng đừng vừa đũa cả nắm và chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh và khinh dễ các lời tiên tri. Anh chị em thấy điều đó để chúng ta nhận biết ở trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta được trưởng thành và được mặc lấy quyền năng của Chúa cùng một lúc. Ngài muốn chúng ta được cả hai. Ngài muốn chúng ta ăn năn đầu phục, nuôi dưỡng chính mình bằng lời của Chúa để chúng ta được trưởng thành ở trong Chúa. Để Đức Thánh Linh tự do hành động bên trong chúng ta. Và Ngài cũng muốn chúng ta được mặc lấy quyền phép. Nên chúng ta hoan nghênh công việc của Đức Thánh Linh giáng trên, mặc lấy quyền phép trên đời sống của chúng ta. Để rồi chúng ta được trang để hoạt động một cách hiệu quả trong quyền năng của Ngài. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Lời hứa ban cho Đức Thánh Linh, mục đích để đem lại phước hạnh cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến nhận quyền năng của Chúa, chìa khóa để nhận được quyền năng qua sự cầu nguyện. Như chúng ta thấy công vụ chương 2, không ai đặt tay, nhưng mà hội thánh của Chúa hiệp lại cầu nguyện. Từ lúc chứng kiến thấy Chúa Giêsu thăng thiên, thì các môn đồ đã vâng lời Chúa ở lại trong thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và công vụ chương 2 cho chúng ta thấy, khi Chúa được cất lên là 40 ngày sau khi Chúa Ngài sống lại. Và họ đã kiên trì cầu nguyện trong 10 ngày. Và họ đã kinh nghiệm báp têm trong Đức Thánh Linh. Tuôn đổ xuống trên họ, Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ qua sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể qua sự cầu nguyện nhận được sự ban cho quyền năng của Chúa. Thứ hai là chúng ta có thể kinh nghiệm qua sự chuyển tải. Và đây là điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở và giúp đỡ anh chị em một cách hết sức là thực tế ở trong lúc này. Chúng ta thấy ở trong công vụ chương 8 và chương 19 mà tôi đã trích ở trên. Anh chị em nhớ kinh nghiệm ở tại thành Samaria và kinh nghiệm ở tại thành Epheso. Chương 8, chúng ta thấy có sự đặt tay của Phi-rơ và Giăng. Chương 19, có sự đặt tay của Phao-lô. Thì chúng ta thấy đây là một sự chuyển tải, impartation. Và chúng ta thấy Chúa Ngài cũng đã bày tỏ ra có một sự chuyển tải này. Chúng ta còn nhớ khi Môi-se đến một cái lúc ông mệt mỏi đối với việc hướng dẫn dân sự của Chúa và rất là đông người chờ đợi ông để ông có thể xét xử và giúp đỡ cho họ. Thì Chúa Ngài đến với Môi-se và Chúa nói rằng hãy chọn 70 trưởng lão. Dắt rõ ra đứng ở giữa hội chúng. Đức Chúa Trời Ngài sẽ lấy thần của Chúa đã hành động ở trong Môi-se và đặt ở trên các trưởng lão. Như là Chúa Ngài nhân bội Môi-se lên thêm 70 Môi-se nữa. Để họ có thể cùng ông phục vụ, tiếp tay với ông. Chức vụ của sự chuyển tải được bày tỏ ra. Khi tiên tri Eli được Chúa Ngài ra lệnh phải sức dầu và dấy lên những người để tiếp nối công việc của ông. Ông đi ngang Elise, ông đã ném cái áo tơi của Ngài ở trên Elise. Elise đã đón nhận và đi theo để có thể học hỏi nơi tiên tri Eli. Có sự chuyển tải. Sự chuyển tải này cũng ở trong hình ảnh của việc chúng ta đào tạo môn đồ. Trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, mục đích là để nhân rộng ra, để gia tăng số người, để tiếp nối công việc. Cho nên chúng ta có thể kinh nghiệm được qua sự cầu nguyện trực tiếp với Chúa, hoặc là chúng ta tìm đến với một tôi tớ của Chúa đã được đầy dạy Đức Thánh Linh, hay là một người được đầy dạy Đức Thánh Linh để được đặt tay cầu nguyện, hoặc chúng ta có thể nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta. Chúng ta nhớ nếu không có việc gì xảy ra đừng nản lòng. Hãy tiếp tục tìm kiếm. Như Luca chương 11, Chúa Giêsu Ngài đã lấy thí dụ nói về việc chúng ta là cha mẹ phần xác và người xấu, còn biết cho con cái chúng ta vật tốt thay, huống chi cha chúng ta trên trời há chẳng ban Đức Thánh Linh cho những kẻ xin Ngài sao. Cho nên kiên trì đến với Chúa, Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Trong khi tiếp tục cầu nguyện, dành nhiều thời gian học lời của Chúa để hiểu biết thêm về Đức Thánh Linh và công việc của Ngài. Để rồi khi một khi chúng ta làm những điều này, những ngăn trở có thể được Chúa Ngài chỉ ra nó nổi lên, để chúng ta sẽ giải quyết nó và cắt bỏ nó đi. Có thể có những tắc nghẽn cần được đả thông, rồi chúng ta sẽ thấy mình có thể tự do nhận quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đến phần mà chúng ta chuyển tải, phân phối sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Anh chị em, đây là vinh dự mà Chúa Ngài cho chúng ta. Tôi kể đây là một cái vinh dự rất là lớn. Tôi có thể làm đó là phân phối cho người khác sự đầy dạy Đức Thánh Linh.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy khi một môn đồ chỉ nhắc đến có một lần tên là Anania, được Chúa nghe đến và bảo ông hãy đi để gặp gỡ Saul người tạc sơ. Người đang cầu nguyện và thấy có một người tên là Anania đi vào đặt tay ở trên mình. Anania ban đầu ông không chịu đi, nhưng mà Chúa Ngài đã truyền lệnh và ông đã vâng lời. Ông nghe được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Ông đã đi và người môn đồ này đã đặt tay ở trên vị sứ đồ tương lai. Vì Đức Chúa Trời Ngài có thể sử dụng trong ơn của Chúa cho sự chuyển tải này. Cảm ơn Chúa. Hãy nhớ rằng không phải chúng ta là người sản xuất, mà chúng ta chỉ là những người đi phân phối. Chúa là nguồn. Thánh Linh của Chúa Ngài bằng lòng và cùng làm việc với chúng ta ở trong chức vụ của sự chuyển tải. Sau đây là một số những đề nghị cho việc hướng dẫn một người nhận được phép báp-têm trong Đức Thánh Linh mà chúng ta đã học trước đây. Chúng ta ôm lại. Xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta, dạy cho người nhận những gì Kinh Thánh nói về kinh nghiệm này. Như tôi đang làm tại đây, anh chị em hãy lấy dàn bài này ghi chép làm tư liệu cho mình. Có thể nghe lại bài học này để chúng ta ghi chép làm tư liệu, để chúng ta hướng dẫn lời của Chúa cho người muốn nhận được báp-têm trong Đức Thánh Linh. Một việc khác cũng tối cần đó là giúp đỡ cho người nhận dấn thân cam kết mình tăng trưởng qua công tác ở trong của Đức Thánh Linh, tiếp tục được tăng trưởng ở trong Chúa. Có khi chúng ta được Thánh Linh soi sáng, chúng ta giúp cho người nhận xưng ra những tội lỗi ở trước mặt Chúa, công bố đoạn tuyệt với những việc liên quan đến công việc của tối tâm trước đây, như khoa học quyền bí, như bùa ngải, như là bói toán, như là tử vi, ăn năn và công bố đoạn tuyệt với những điều đó để nó không còn có ảnh hưởng ở trên đời sống của chúng ta, sẵn sàng để làm một cái bình thánh khiết để đón nhận sự rót đổ của Chúa. Sau đó chúng ta đặt tay nhẹ nhàng trên đầu của người nhận và mời Đức Thánh Linh giáng trên người ấy để mặc lấy quyền phép của Ngài trên họ. Tại đây chúng ta có thể đặt tay và chúng ta xin lại Chúa Cha, xin ban điều Cha hứa. Lạy Chúa Giêsu là đấng làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin báp-têm cho người anh này, người chị này, người chị em này bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin Chúa Thánh Linh tác động ở trên người này, ở trong ơn của Chúa. Chúng ta giúp cho người đó thư thả chờ Chúa tác động. Và trong lúc đó khi chúng ta thấy và cảm nhận Đức Thánh Linh bắt đầu tác động, chúng ta cầu nguyện xin Chúa đổ ân tứ của Ngài trên người đó. Trong lúc này nếu thấy có sự chuyển động mấp máy ở trên môi, cuốn cổ, điều này có thể là Chúa muốn ban tiếng mới để người này có thể cầu nguyện. Thì chúng ta khi thấy điều đó, chúng ta khuyến khích họ nói thành lời. Như lời của Chúa trong công vụ chương 2 câu số 4, họ khởi sự nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Nói họ, tức là 120 người, những người đang ở trên phòng cao, họ khởi sự nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Ở chỗ này trong kinh nghiệm, chúng ta thấy có nhiều người họ dừng lại chỗ đó vì bị mắc kẹt chỗ đó. Và tại sao? Họ nói rằng tôi chờ Đức Thánh Linh nói qua miệng của tôi. Không, anh chị em, lời của Chúa nói rằng họ khởi sự nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Thánh Linh Ngài sẽ cho lời phần của chúng ta, người nhận mở miệng ra và bắt đầu nói. Khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta bắt đầu nói, Chúa Ngài sẽ làm đầy miệng của chúng ta với lời. Họ khởi sự nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cảm ơn Chúa. Thứ bảy, nếu không có gì xảy ra, đừng làm cho người ấy mặc cảm. Có thể lúc ấy chưa phải là thời điểm Chúa cho người đó, nên chúng ta khuyến khích họ tiếp tục khao khát. Vì Chúa rất muốn ban cho, nhưng có cái gì đó tắc nghẽn, có cái gì đó cần phải được giải quyết. Vì chúng ta khuyến khích người này tìm kiếm và xin Chúa. Nhiều khi cái sự khao khát chưa đủ, và Chúa Ngài trì hoãn để cái lòng khao khát được dâng cao, hầu cho khi nhận thì biết quý. Không phải phong trào, không phải ngủ tuần, nhưng mà là kinh nghiệm Chúa Ngài tuôn đổ sự hiện diện của Ngài trên chúng ta. Đặc biệt khuyến khích người đó học sách công vụ sứ đồ để thấy những gì được nói đến về công tác của Đức Thánh Linh, để sự khao khát bây giờ chính xác ao ước những điều mà lời của Chúa đã ghi lại cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và cũng tình nguyện cầu nguyện cho người ấy trong một dịp khác. Vì Chúa hứa rằng nếu chúng ta tiếp tục tìm sẽ gặp được. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Khuyến khích. Thứ tám, nếu Đức Thánh Linh tác động trên người ấy, hãy chung vui với họ, cùng họ cảm tạ Chúa về sự mặc lấy quyền phép của Ngài trên họ. Rồi khuyến khích anh em của mình trở về và đọc hết sách công vụ của sứ đồ. Trở lại lần này đọc một cách tươi mới,
khi được Chúa nghe thăm viếng. Chúng ta sẽ thấy khác biệt hoàn toàn. Những gì mà trước đây chúng ta đọc, chúng ta nói rằng đó là chuyện ở trong Kinh Thánh. Bây giờ bởi được mặc lấy quyền phép của Chúa, bắt đầu tin việc này sẽ xảy ra cho chúng ta ngay ngày hôm nay. Và cũng khuyến khích trở lại để đọc Corinto thứ nhất, chương 12, 13 và 14. Trong sự soi sáng và mở mắt của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng hơn. Cảm ơn Chúa. Và điều này có thể tóm tắt Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta linh của sự sợ hãi, nhưng mà là quyền năng, yêu thương và sự dè dữ. Corinto thứ nhất chương 12, quyền năng. Corinto thứ nhất chương 13, yêu thương. Corinto thứ nhất chương 14, trong sự dè dữ, một tâm trí minh mẫn để chúng ta trật tự trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Lúc giờ chúng ta sẽ thấy anh chị em chúng ta được gây dựng ở trong ơn của Chúa. Khuyến khích người đó thường xuyên tiếp xúc với những tín hữu đã được đổ đầy để chúng ta gây dựng đức tin cho nhau và khích lệ nhau ở trong ơn của Chúa. Chúng ta xem Công vụ chương 2, câu 46 đến 47 đi, chúng ta kết thúc. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, từ nhà này đến nhà khác. Họ bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau với lòng vui vẻ chân thành, ca ngợi Đức Trời và được ban ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu và hồi thánh. Cảm ơn Chúa. Tôi xin Chúa ngài ban ơn đi trong thời gian này. Có những anh chị em khao khát, anh chị em có thể mở lòng ra và đón nhận. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này hiệp lòng, hiệp ý với tôi cầu nguyện, mong đợi những điều Cha hứa, xin Chúa ngài ban cho. Và chúng tôi cũng cầu nguyện để Chúa ngài sẽ tuôn đổ trên anh chị em, mặc dù từ xa, Chúa ngài giá ơn điển cho để chúng ta cũng sẽ nhận được ở trong ơn của Chúa qua những lời cầu nguyện này. Cảm ơn Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn ngài vì sự trang bị của Chúa cho đời sống của chúng con, để chúng con có thể bước theo Thánh Linh, chúng con có thể cùng làm việc với Chúa cho những công tác mà Chúa ngài đặt để và giao phó cho chúng con. Biết ơn ngài vì sự trang bị của Chúa để chúng con được quyền phép từ trên cao, được quyền phép từ trên cao để chúng con được hiệu quả trong ơn của Chúa. Như này xin Chúa ngài ban điều Cha hứa cho tất cả những anh chị em chúng con, những ai đang khao khát. Lạy Cha, xin ban điều Cha hứa. Lạy Chúa Giêsu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin nhận chìm, xin báp têm cho chúng con trong Thánh Linh trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Và lại, Chúa Thánh Linh xin đến, xin giáng xuống trên các anh chị em của chúng con. Những ai đã nhận, Chúa cho kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới. Những ai chưa nhận, xin Chúa ngài ban cho lần đầu tiên được dầm thấm ở trong chính mình ngài, trong quyền năng của ngài, để chúng con có thể trở nên những nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Chúng con cảm ơn ngài. Anh chị em, giờ này hãy nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Vận hành Chúa giàu tuôn đổ trên anh chị em chúng con, để ai nấy được phước hạnh mà Chúa ngài ban cho, thì chúng con thấy một mức độ lớn hơn, mạnh mẽ hơn của sự ngợi khen thờ phượng, của sự phục vụ, của việc nhận biết những việc thiêng liêng. Được Chúa ngài ban chúng con những khả năng siêu nhiên, ân tứ của Đức Thánh Linh, để chúng con có thể gây dựng hội thánh của Chúa và phục vụ những người có nhu cầu một cách kết quả ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Thánh Linh giờ này ngài kích hoạt và khai phóng các ân tứ ra. Cảm ơn Chúa, các thứ ơn của ngài rót đổ và mở ra ở trên anh chị em chúng con, để ai nấy đều được trở nên những khí cầu hữu dụng ở trong tay của Chúa và những nhân chứng đầy quyền năng của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Anh chị em thư thả và đón nhận trong giờ này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Giáng trên ban phước hành động hỡi Chúa. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa. Xin làm cho hết thảy chúng con ở trong lớp học này, trong thời gian này, được tươi mới ở trong Chúa. Sự sức giàu tươi mới của ngài rót đổ trên mỗi chúng con. Vì sự sức giàu của ngày hôm qua không đủ cho cánh cửa cơ hội và nhu cầu của ngày hôm nay. Xin cho ban cho chúng con một cách tươi mới để chúng con luôn luôn sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa và con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em trải nghiệm được điều gì? Xin đánh vào ở trong những dòng bình luận để chúng tôi cùng chung vui và ngợi khen Chúa với anh chị em. Rồi đứng lên, làm theo những điều Chúa ngài hướng dẫn, làm theo tiếng phán và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Này là đường phải theo, việc phải làm để chúng ta bước đi trong Thánh Linh. Được Chúa ngài sử dụng ban phước để đời sống của chúng ta hiệu quả cho Chúa và việc mở mang nước của ngài.
Xin Chúa ban ơn cho anh chị em một cái đầy giấy. Anh ấy trong chúng ta sẽ được Chúa ngày sử dụng chúng ta một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Trong ý niệm xin Chúa ngày sử dụng anh chị em, đại dụng anh chị em và tận dụng anh chị em cho vương quốc của Chúa, cho vinh quang của Ngài. Amen. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.